Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình có thấy ở trên mạng á, cái khẩu trang mỏ vịt được làm bằng giấy á, cũng rất là hay. Thế và hôm nay thì mình cũng thử làm một cái khẩu trang bằng giấy xem như nào. Rồi ok, đây là mình sử dụng hai cái tờ giấy A4 để bắt đầu mình làm cái khẩu trang này các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải gấp chéo cái tờ giấy này lại. Để chúng ta lấy một cái hình vuông trên cái nền giấy này. Đó. Chúng ta lật nó quay lại này. Mình gấp này để mình cắt. Đó. Mình sử dụng dao mình cắt nhé. Ok, đây là hai cái tờ giấy. Bắt đầu mình làm từng cái một nhé. Đây chúng ta sẽ gấp lại này. Bắt đầu gấp lên tiếp một cái nữa này. Kiểu hình tam giác này. Này nó cứng quá. Đó. Rồi, tiếp theo là mình lại gấp tiếp cái nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp cái này mình đánh dấu để mình cắt cái lỗ để mình xỏ cái dây. Đó. Mình lấy kéo mình cắt cái lỗ này nhá. Đó, này. Ok, tiếp theo mình cắt bên đây. Đó. Như thế là bắt đầu hai cái lỗ của mình cũng đã cắt xong. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp cái tờ thứ hai. Tờ thứ hai thì mình cũng làm y chang vậy thôi. Rồi ok. Thế là hai cái mình đã làm xong. Rồi bắt đầu mình lấy khẩu trang ra. Đây mình lấy cái dây này các bạn nhé. Đấy. Rồi. Bây bắt đầu mình úp cái khẩu trang này lại này. Úp hai tờ giấy lại này. Đây. Bắt đầu mình xỏ cái lỗ vào đây. Xỏ cái quai vào cái lỗ này quên. Bắt mình buộc cho nó một cái vòng lên trước. Đó. Đây. Tiếp theo bắt mình buộc ở trên này thôi. Đấy, một bên rồi. Rồi tiếp đến bên đây. Này hơi ấy mình xỏ một từng cái một đi. Đó. Rồi, bây giờ cái mỏ ở trên đó, thì chúng ta sẽ làm cho nó hai cái lỗ mũi. Đấy, cái này mình làm cho cái lỗ mũi đây. Đó. Rồi, ok các bạn. Đấy, như thế là chiếc khẩu trang mỏ vịt của chúng ta đã xong. Nhìn cũng khá là đơn giản và cũng hay đúng không? Bây giờ để mình thử đeo cái nhé.